Tôi đã đọc hết toàn bộ lời khai ban đầu. Tất cả chứng cứ đều rất bất lợi cho Woody, rất có khả năng sẽ bị buộc tội. Có thể thoát tội không? Vậy sẽ buộc ảnh tội gì? Loại thuốc mà Woody cung cấp, sở tư pháp có khả năng sẽ buộc tội ảnh ngộ sát. Nhưng bản thân của hậu bàn bị dị ứng thuốc, luôn cả bản thân anh ta cũng không biết. Người khác càng không thể đoán trước được. Chỉ cần chúng ta nhắm vào điểm này, nói Woody chỉ muốn giúp cậu ta giảm cân, ai ngờ làm ơn là bị mắc quáng. Vậy thì mức án bị tuyên rất có thể sẽ được giảm rất nhiều. Cho nên tôi đề nghị anh khuyên Woody nhận tội. Chỉ cần anh chủ động nhận tội trước khi ra tòa, mức án sẽ được giảm 1/3. Cộng thêm sự thỉnh cầu của những người ảnh hưởng trong giới, tôi tin chắc mức án không vượt quá 2 năm. Toàn bộ sự việc đều là một bi kịch. Điều may mắn duy nhất là toàn bộ chứng cứ hiện giờ chỉ hướng về một mình Woody. Chỉ cần anh không nói lung tung, anh tuyệt đối có thể đứng ngoài cuộc. Anh Thạch. Tâm An, kêu Woody qua đây. Ảnh và Danny đi ăn trưa chưa về, có cần gọi ảnh về không? Bỏ đi, không cần. Anh Thạch, Hải Chính Lam đã tới, nói là muốn gặp anh. Kêu cô ta vào đi. Dạ. Tìm tôi có chuyện sao? Tại sao anh ép cổ hào bạn uống thuốc cấm chứ? Tại sao anh hại chết anh ta hả? Vụ án cổ hào bạn đang điều tra, cậu cẩn thận cách dùng từ của cậu. Tôi có thể kiện cậu phỉ báng. Đó là mạng người, anh còn muốn hại chết bao nhiêu người nữa hả? Đến giờ cậu vẫn chưa làm sáng tỏ. Cái chết của cậu Hy không phải do tôi, là do cậu ta và Đặng Sâm đánh nhau. Một câu nói dối, cho dù có nói 100 lần cũng sẽ không thành sự thật. 10 năm trước, anh đẩy cái chết của anh tôi cho Đặng Sâm gánh. Bây giờ, anh đẩy trách nhiệm làm cổ hào bạn chết cho Thạch Tại Lâm. Người đó chính là anh của anh đó. Anh có còn nhân tính hay không vậy hả? Sao hả? Muốn đánh tôi à? Phòng tôi có camera. Nếu cậu muốn ra tay, tôi khuyên cậu nghĩ cho kỹ. 10 năm trước bởi vì nông nổi, đánh mất cái gì, có lẽ cậu vẫn còn nhớ. Tôi đã suy nghĩ rất lâu. Thật ra có cách gì có thể làm anh gánh chịu hết tất cả những sai lầm mà anh đã từng gây ra. Nhưng bây giờ tôi nhìn nét mặt này của anh, tôi cảm thấy thực tế không có cách nào có thể làm được cả. Đương nhiên, bởi vì thực tế tôi không sai. Sai là chúng tôi. Tưởng đâu dùng luật pháp có thể kiềm chế được anh. Cậu đúng là giỏi lắm. Mười mấy năm, trải qua bao nhiêu chuyện, cậu vẫn không chút thay đổi. Tôi không sai. Cho dù cậu đưa tôi ra tòa, quan tòa cũng tuyên tôi vô tội. Ngay từ đầu, cậu đã không có gì để làm. Lâm, đừng đánh nữa mà. Ngừng lại đi. Đừng đánh nữa. Thầm anh, báo cảnh sát. Dạ. Không được báo. Báo. Anh nói không được báo. Để đi, đưa cô ta đi. Được rồi, cậu đi đi. Cậu đi đi. Tại sao lại nóng nảy như vậy? Đánh người thì phải ở tù đó. Tôi đã từng ở qua rồi, tôi sợ gì ở thêm một lần nữa chứ. Cậu có nghĩ tới mọi người xung quanh không? Xung quanh tôi còn có ai nữa hả? Anh của tôi đã đi rồi, nội tôi cũng đã đi rồi. Tôi chỉ còn lại một mình tôi mà thôi. Tôi còn có chuyện để sợ hay sao? Còn tôi, còn Men, sư phụ của cậu, anh em ở Tuấn Phong không phải là con người sao? 10 năm trước, tòa không tuyên ba của tôi có tội, tại sao cậu lại cố chấp như vậy chứ? Chính vì tòa án không thể tuyên ba của cậu có tội, cho nên lúc nãy tôi mới ra tay đó. Tất cả mọi người đều cần phải chịu trách nhiệm với những gì mà mình đã từng gây ra, cậu có hiểu hay không? Cậu muốn tìm người chịu trách nhiệm chứ gì? Đánh tôi đi. Đánh tôi đi. Cậu đừng có điên đó. Tất cả mọi chuyện đều do một mình ba cậu gây ra mà. Tôi là con của Thạch Ngạo Sơn, tôi trả thay cho ba của tôi. Dù ba tôi không đúng, ba sai thì cũng là ba của tôi. Cậu tưởng tôi không biết ba có phần sao? Woody làm gì cũng hỏi ba. Woody thương tôi lắm. Tôi biết là ba của tôi vô tội, nhưng tôi rất mừng vì ba không khai ra ba tôi. Một mình ba ở tù đỡ hơn hai người cùng ở tù. Tôi cũng không phải là một người tốt đâu. Đánh tôi đi. Đánh tôi đi. Gọi luật sư cho em. Em muốn kiện Hải Chính Lam đánh người. Không được. Bây giờ cậu ta tìm tới đánh em, cậu ta còn chính trực chính nghĩa lắm mà. Em muốn coi có phải cậu ta chỉ giỏi cái miệng, có phải sẽ gánh trách nhiệm không? Nếu em cương quyết muốn kiện Hải Chính Lam, anh đành phải nói với cảnh sát chuyện cổ hào bàn u thu cấm. Em biết mọi chuyện. Sao lại phải giật cho Hải Chính Lam?
Anh không phải giúp cậu ta, anh giúp cho em thôi. Vụ án của Cổ Hạo Bàng anh có thể gánh hết, chỉ cần em công kiện Hải Chính Lâm. Nói tới nói lui, anh chịu nhận tội là vì Hải Chính Lâm. Tại sao tất cả mọi người đều đứng về phía cậu ta? Thế giới cậu ta chỉ có đen và trắng. Anh cũng biết thế giới hiện thực không phải vậy. Biết rõ cậu ta sai cũng cãi chính cậu ta, tại sao còn sống theo niềm tin của cậu ta? Có thể Hải Chính Lâm thật sự rất ngây thơ, nhưng vụ án của Cổ Hạo Bàng em thật sự có sai mà. Báo cáo xét nghiệm đã nói do Cổ Hạo Bàng uống thuốc quá liều và dị ứng mới chết. Sơn à, anh là anh ruột của em, anh không phải người ngoài. Em có thể nói câu thật lòng trước mặt của anh dù chỉ một lần không? Nói cho anh biết, trong chuyện này em biết bao thân có lỗi. Thật ra anh vì ai? Có lẽ em cũng biết rõ rồi. Lúc trước em vì anh bị người ta đánh, xem chút mất cả mạng. Lần này coi như anh trả hết tất cả cho em đi. Anh sẽ nói với luật sư, anh nhận tội, nhưng em phải hứa với anh không được kiện Hải Chính Lâm. Là...